Xin chào các bạn. Gây chân trở lại rồi đây. Trong bộ phim Mối Tình Đầu của tôi, Bê đảm nhận vai một chàng trai siêu lầy siêu bựa và đẹp trai siêu cấp vô địch. Các bạn ấy nhớ đón xem Mối Tình Đầu của tôi lúc 20 giờ từ thứ hai đến thứ năm hàng tuần trên kênh VTV3 nhé. Ê! Anh đi đâu? Trả tiền tôi đây. Này này này, các bạn nhớ đón xem nhé. Ai bỏ lỡ tập nào ấy, là tôi biết hết đó. Anh đi đâu?